Walk up in the light. Yeah, I'm really am. In the red corner, xin được giới thiệu võ sĩ nước chủ nhà I'm really him, don't believe me, come and see me. Got three wishes for my genie, now I'm on your local TV. Y'all don't talk about demons, say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit like jump in here, I'm the God. Realest from my city, that's on money, that's on TV, that's on mamas. Nick, don't believe me, come and see me. I've been dodging, dodging on the page. All these working, bro, but I've been getting paid. I did know me from the street. Make a vision for what future, that's like every other week. Talk on me, how my back, I keep my feet up. Have a seat, cause at the end of the day, all these y'all keep watching me as I walk up in the light. Yeah, I'm really chính xác thôi. Như chuyện cảnh thục chính xác thôi. Và ra hiệu của trọng tài là mình sẽ tiếp tục đầy đủ. Trọng tài cũng vừa nhắc nhở võ sĩ Việt Nam. Nói rồi thật đấy. Anh đồng tay thôi. Và trận đấu được tiếp tục. Anh đồng tay thôi. Đúng rồi. Canh giao. Ôi, B2 đứng, B2 nhìn. Ok. Còn chúng ta sử dụng khá nhiều những đầu chân để ôi, các bạn thủ. Những đầu ôi, đánh đầu, các bạn có những đầu ôi, tay cho Tưng ơi, thả tay xuống đi, thả tay trái cho Tưng. Bọn sĩ Việt Nam là người đang nghiêm liêm áp lực trước ở tầm lần này. Rồi, lên. Chạp tay trước cho Tưng. Quýnh từ từ, thoải mái. Ôi, coi giãn đi, coi giãn. Dắt chân, bụng ơi. Dắt chân. Đầu đàn ra rất căng thẳng. Úp chân cho bụng rồi Tưng ơi, thả xuống. Ôi, thả tay trước. Tuấn đang sử dụng nhiều những đòn đá phá trụ đó ngủ. Nhấp đẹp đi, canh đẹp đi. Ôi, coi giãn đi, kìa thường. Cái chân cho bụng ơi. Bụng có thể coi những chuyện hết sức linh hoạt. Và bằng Tuấn đã có những phương án hợp lý. Đúng rồi, Tưng còn canh cần làm ốp cái chân cho bụng thôi. Cái bụng nó trống lỏng à, ốp cái đường cái xì lên bạn. Thả thả ốp cái chân cho bụng thôi, để thấp được. Phạm Luân, nguồn lần này đến từ võ sĩ của Hàn Quốc, Kim Hong Jun. Hít sâu, thoải mái.
Rồi hít sâu á, hít sâu lên. Hít sâu lên nó thể đi đứng. Hít sâu lên. Đúng rồi, hít sâu lên, hít sâu lên. Hít thở thoải mái, cứ hít thở thoải mái đi. Lên lên lên. Những bài nào xếp về mặt thể hình thì ca võ sĩ rất tự động với nhau. Về chiều cao khi mà Hùng Văn Tuấn cao 1m70, còn khi Miêu Dương cao 1m69. Để ấp cái chân vô bụng rồi đứng. Quýnh rè vô đứng, rè vô đừng ham. Đúng rồi. Rè vô. Đúng rồi, giật, giật số 2. Đúng rồi, giật, giật, đúng rồi. Bụng rồi. Giật thục nha. Đúng rồi, rè vô nha, đừng có trụ nha. Giật thục thôi, cứ canh giật thục cho đẹp. Giật thục, canh giật thục. Ôi. Hết cỡ của cái này đó. Xét tỷ đồ chúng ta có thể thấy rõ ràng đó là một đòn đá cái đùi trong chủ yếu là để phá trụ của đối phương và hạn chế những bước di chuyển của Kim Yen Sung. Đúng rồi, quýnh tay rất là đẹp, giật nhẹ nó thích, nó hố à, nó rất là ham, nó ham vô dùm giật cái quýnh trò rõ thòm á. À, hít sâu đi do đến ngược tận dẫn với nhau nên mình cũng nhiều vào đây, trận đấu dài lên chứ là... mình đây giật nhẹ thoải mái thôi. Ở tầm tầng này chúng ta chứng kiến ba đòn đá thấp phạm luật đến cả hai đường. Cảm ơn. Wow. Kim Yên Jun một lần nữa đã đứng lên. Nhưng anh vẫn chưa cho thấy cái hiệu. Xe bụng rồi, bả đùi luôn. Bỏ dưới luôn đi. Bả dưới luôn, ấp cái chân vô bụng rồi. Cái tay này em giật thục nó rất là rõ, đẹp lắm. Bây giờ quýnh đòn ấy thôi, giật thục thôi. Canh nó nhào vô, giật nhẹ cái là nó hố à. Nó không canh được người ly, hố à. Một lần nữa trọng tài sẽ nhắc nhở với võ sĩ Quỳnh Nam. Bé kỹ nha, bé kỹ kiểm soát. Cẩn trọng. Đập chiều tiếp tục. Chiều rồi đạp, đúng rồi đạp đi. Đúng rồi. Đó giật cái thục đi số 2 kêu gì mới thôi, nó hố không? Đó nó hố đó. 2 2 3. Đó nó hố. Ơi ơi. Bụng ơi. Rất tốt của mình. Ơi giật ra giật vô. Đúng rồi. Ơi ơi. Ơi giật. Ơi đạp. Ơi ơi. Giật ơi. Còn chưa nhấp ngay nhấp ngay lên chân đi, đúng rồi, nhấp ngay lên chân đi, ngay lên chân, giật nhẹ lại liền. Ừ, giật, đừng có cúi đầu, đừng có không cúi đầu, không cúi đầu, đâm gối, không cúi đầu. Vẫn đang có được những đòn tay tấn công mà rất tốt. Đúng rồi, gần ngay tạt cái trụ ngay đâm cái gối luôn Tưng, gần ngay tạt cái trụ đâm gối luôn. Tạt cái trụ đâm gối, từ từ canh gối sống luôn. Đây là đấu đầu tiên đã hết. Bây giờ thì đấu thứ hai đã được bắt đầu. Một đầu tay phải tốt. Ơi, đừng ham cái tay, thả tay trước đi. Thả tay trái đi Tuấn ơi, đúng rồi. Thả tay trái lên cái chân sau á. Đúng rồi đó, cứ đá chân sau tầm thấp cũng được hả? Ừ, không cho ai ghim thẳng, ghim. Ừ, đá số 2 nhắn, số 2, ừ. Tạc trụ nhưng. Ừ, số 2 nhắm cầm á, số 2 nhắm cầm. Không đá cao, đá tầm thấp thôi, đá. Không, Chân kệ số 2 ghim chuẩn vô cầm. Thẻ trái nè Tuấn ơi, thẻ giữ vô đây. Nhớ, nó hố luôn. Đúng rồi, thẻ ngay luôn á. Đúng rồi, thẻ. Tuấn Tài xin chào. Tuấn Tài xin chào.
nhớ cho anh Quýnh. Ừ rõ, nhớ cho anh Quýnh rồi cả. Nhớ cho anh Quýnh. Ừ. Ừ. Giật bóp. Đẹp. Ừ. Bụng chân ơi, bụng đi. Bụng đi đứng. Đúng rồi. Đúng rồi, giật giật nha, giật nha. Giật nha, cao tay nha. Xuống tay xuống. Ừ, xuống tay xuống. Đúng rồi. 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 Đúng rồi, đừng ngang tay nha. Thôi. Không có chơi. Thôi. Thôi. Đúng rồi. Đi tay này. Thôi 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 thôi. Thôi, giật giật kia vô. Để vô. Thôi. Thôi thôi. Thôi. Đi đi. Chân chân chân. Thôi. Thôi thôi. Thôi. Đúng rồi. Không có bừa tay nhiều quá. Đúng rồi. Cái gói luôn. Đúng rồi, cái đá theo cái gói luôn. Canh chạy số 2 Kim. Nhìn kỹ số 2 Kim kỹ vô. Đúng rồi, nó đang mệt nên nó trụ cái chân chắc tạc như là đâm cái gói trái luôn. Nó chơi gói cho là phóng gói. Không vui đâu. Số 2 phóng thẳng. Đúng rồi. Kim thẳng á. Đúng rồi. Kim thẳng thôi. Kim. Kim thẳng thôi. Đang trụ lên thôi. Ôi. Ôi. Đúng rồi. Bị tạc trụ 100g một cái coi. Cái số 2 đừng quýnh vào, quýnh Kim. Thẳng vô. Nhìn thẳng cầm. Nhớ nha. Không có trụ lại ra vô nha. Trực ra vô nhìn nha. Cao cái tay lên. Nhấc nhẹ lại số 2 Kim liền. Số 2 Kim nha, không quýnh vào. Kim rồi. Quýnh Kim rồi. Kim. Ờ, đúng rồi. Tạc trụ nè. Nhìn kỹ. Không cuối. Không. Xuống rồi. Nhìn đảm bảo trên. Ai được tay không để. Chúng ta đang cho trận đấu 8 hiệp. Bộ đoàn thiên đoàn tấn công bằng tay sâu của... Đừng bụng mà, nó xì bụng á, xì bụng á. Trúng vào phần... Đúng rồi, nó xì đầu đá, tuần tra cái tay cuối đầu nha. Cao cái tay lên. Không, 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 không vội vàng, cứ canh kỹ là ghim, ghim, để chính xác. Cao cái đầu lên. Cứ canh kỹ, thoải mái. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ghim xoay, ghim xoay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ghim thẳng, không. Giúp, giúp, giúp. Nghe được 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 cũng là lần đầu tiên trong đó chứ lấy đâu đèn người nữa. Mình được theo dõi một sự kiện thi đấu okay. Rồi. Ok, khác này. Và là một sự kiện những võ thuật ngoài trời. Ô, bỏ cái xô đá xuống dưới luôn đi. Có lấy nước đâu? Cái căn co người nó quýnh mồ hôi ăn mà. Trận đấu tiếp tục. Nhà đâu nước đây. Đó canh. Giật chắp chắp nó thả xuống rồi, thả đây xuống rồi. Mình muốn cho phải là thả đi lắm, canh ghim rồi bóp. Thả đi đúng rồi. Cho ai cái đá, cho ai cái đá. Cho nó hố, quýnh cho ai. Những bước di chuyển của Đồng Tuấn. Đúng rồi. Đúng rồi, ghim, ghim. Không cho đối thủ Hàn Quốc có thể thoát ra được. Đúng rồi. Thả là ghim. Ờ, ghim điện đó, bắt cái nhịp đó. Đúng rồi. Nghe kỹ. Đúng, đúng rồi. Giúp. Canh cho ai, cho ai, canh ghim. Trả về Tuấn ơi, trả về. Nó lòi nguyên cái mặt gì đó. Ôi. Nó lòi nguyên cái mặt nè. Đúng rồi, trầm rất hay của võ sĩ Việt Nam. Nó lòi nguyên cái mặt kìa, ghim thẳng cho ai là dính à. Có trường hợp tác giả về nhấp và đánh lừa được ghim điện. Ghim nhanh. Giật cái Tuấn ơi, đừng để mùa cho ai trước. Nhấp ngay, nhấp ngay đi. Nhấp là nó quýnh à. Nhấp nó quýnh à, nhấp nó quýnh à. Đúng, lên. Đúng rồi. Theo. Rủ nhắc dữ để nó lừa nó ngủ rồi nó. Ơi, nhắm đi Tuấn ơi, nhắm tay trái xuống luôn, nhắm đi. Ơi, thả thả tay tay luôn. Góc nó quýnh được rồi đó. Góc nó góc cô á. Số 2 phóng. Ừ, số 2. Ôi. Chân chân lên cái chân đi Tuấn ơi. Rồi, để chân chành nó nhìn ở dưới đi, để chân đi. Để chân đi. Vô. Ai cái sàn thì cái sàn. Đây góc cô, quay góc bên kia. Quay góc bên đó, quay góc bên đó, góc bên đó, góc khô. Em vô luôn.
Ghim, ghim, ghim hai ba liền. Bụp, 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 bụp. Đừng bừa, không bừa nha. Không bừa này. Tạc trụ này, bây giờ tạc trụ này, lâu lâu tạc. Ôi. Thẻ tay ra Tưng ơi, thẻ tay ra Tưng ơi. Thẻ tay ra, thẻ giật cho ai liền. Thẻ bôm liền, bôm. Ôi, ôi, ôi. Chừng cái đi, chừng cái đi. Đúng rồi, chừng ốc vô. Ôi, ôi. Hai ba, dứ. Ôi, đúng rồi, đó, đừng có chơi, đừng có chơi. Đừng có chơi, đừng có chơi. Tưng ơi, không có bừa cái tay nha Tưng. Tay thôi, tay số 2, tay số 2. Không vô bằng nha, dứt. Chưng. Tiếp tục sẽ là những đầu tay tấn công của Hồ Hương Năm. Đúng rồi. Chân đâu? Dạ nghe dạ, đúng rồi đó. Cái chuồng đã ra, cái chuồng đã. Cái chuồng đã nha, đúng rồi. Đúng rồi. Theo luôn, theo luôn. Theo luôn, theo luôn. Cô bé hoàn toàn thuộc về Hùng Văn Tuấn của Hùng Nam. Tình hình kiến hôn dùn và sự 16 của Hoàng Quốc cũng rất đáng khen. My shit like Don't really hear him on God. Welcome to the winner. Really am talking my shit light, hey. Really am, hold up.